Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, xin cho câu hỏi, con hỏi câu tiếp theo. Kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy từ bi giảng giải cho đạo tràng của con được hiểu. Ban hộ niệm chúng con mới học được hộ niệm và được thành lập mới được mấy tháng gần đây. Vừa rồi người trưởng tràng có đi nhận ca hộ niệm cho người bệnh. Sau khi xả bỏ báo thân, ban hộ niệm tới hộ niệm, thấy người ra đi, thấy người đến hộ niệm không phải là thành viên, có nghĩa là đến người tham gia đến trong cái cuộc hộ niệm đó thì không phải là thành viên của ban hộ niệm, là một thành là những thành viên ở nơi khác tới. Và những người này vẫn còn ăn mặn và để chuông điện thoại reo rất là lớn và cũng đưa nước uống cho nhau trong những cái buổi hộ niệm trang nghiêm khi người bệnh xả bỏ báo thân. Sau khi kết thúc thì thành viên có góp ý với trưởng tràng này là ca hộ niệm thực hiện như thế này là chưa đúng nội quy, chưa đúng lý đúng pháp. Thì chị trưởng tràng có trả lời ban hộ niệm của mình mới thành lập thì mình phải du di cho Phật tử, không nên cứng nhắc quá và nguyên tắc quá, sợ Phật tử người ta buồn. Con xin hỏi như vậy có đúng không ạ? Con xin kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải từ bi giảng giải cho ban hộ niệm được hiểu ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Thực ra nếu là một ban hộ niệm mà nghiên cứu kỹ về hộ niệm thì sẽ giải quyết những vấn đề này sớm sớm một chút. Đừng để cho đến lúc mà hộ niệm nửa chừng bị gãy gánh. Hầu hết những ban hộ niệm mà làm việc về quy luật không kỹ thường thường nửa đường gãy gánh, rồi lúc đó thì gia đình đổ thừa cho ban hộ niệm. Ban hộ niệm cho người ta một thời gian rồi cũng mang một cái khối phiền não đem về nhà. Chứ vì thấy không, người ra đi thì hình như là xác suất thành công quá yếu, gia đình mất cả niềm tin. Chính vì thế mà những cái chuyện này ở thế gian trùng trùng, xin thưa với chư vị, ở thế gian trùng trùng xảy ra những chuyện này. Tại sao hồi giờ tôi mời các vị tới cầu siêu, cầu an hay làm việc không có đặt điều kiện gì cả mà ban hộ niệm lại đặt điều kiện nhiều như vậy? Tại sao chư vị không có cái tâm từ bi? Có nhiều ban hộ niệm vì cái tâm từ bi cho nên người nào cũng nhận hết. Nhận xong một thời gian khoảng chừng một năm thì ban hộ niệm không còn một người. Tại địa phương đó người ta chống hộ niệm luôn, người ta tẩy chay hộ niệm luôn. Và chính những gia đình của người được hộ niệm bất thành đó, người ta nói những lời đau thương vô cùng đến với những người, đối với những người mà đã xả công bỏ sức ra ngồi bên cạnh người bệnh hộ niệm với cái tâm gọi là cái tâm bồ đề. Mà họ nói tới đây tình ái cũng phải chấp tay này đánh lễ chư vị, kính cẩn chư vị. Chính vì ông này nói thì giỏi mà làm chưa chắc gì giỏi bằng những người ngày đêm sáng tối niệm Phật bên cạnh người bệnh. Chư vị biết không, trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây thì ở khắp nơi có những ban hộ niệm từ đêm hôm qua đến bây giờ chưa ngủ được một tiếng đồng hồ để ngồi bên người bệnh hộ niệm. Mà có những ban hộ niệm sáng, trưa, chiều, tối làm như vậy mà làm 365 ngày, không mỏi mệt. Chứ vì thấy có quý mến những ban hộ niệm này không? Trở lại cái vấn đề này là khi xả bỏ báo thân rồi có những người không biết hộ niệm đến. Xin thưa với chư vị, lấy cái này mà kinh nghiệm thì trước khi nhận một ca hộ niệm luôn luôn phải làm việc trước về quy luật cho gia đình biết, để gia đình cố gắng hỗ trợ tích cực với ban hộ niệm. Cho nên dù ông đã đi từ gặp rất nhiều ban hộ niệm, một lần họ nhận tới mấy chục ca và người ta làm việc tốt lắm chư vị ơi. Họ giải nghĩa từng chút, từng chút, từng chút, và để cho gia đình thông cảm mà cứu người thân của họ. Có những cái cuộc mà nhận ca người ta phải trải qua mấy ngày, tại vì ngày đầu có những người không chấp nhận, nhưng mà rồi họ bắt đầu uyển chuyển, người ta mới giải thích tại sao phải làm như thế này, tại sao làm với như thế này. Rồi người gia đình đó mới trực nhớ ra, à tất
cả những cái chuyện mà của Ban Hội niệm ra cũng nhằm tới mục đích là để cuối cùng giúp cho mẹ của mình, cho cha của mình được sự thành tựu, chứ không có gì cả. Ở đây nói là Ban Hội niệm thì có những thành viên của Ban Hội niệm mà hồi chưa hội niệm gì cả, chưa biết hội niệm đã tự nhận là Ban Hội niệm tới, là tại vì có thể chưa bị làm việc về cái quy luật hội niệm không rõ ràng, để cho gia đình cứ lúc mà đau cứ kêu mời những người thân nhân tới để mà coi như trợ giúp, mà cái trợ giúp đó là trợ giúp theo kiểu thế gian. Những người thế gian không biết tại sao cha mẹ tôi đau quá như vậy mà ông cho tôi tới xích xoa buồn khổ hay là than thở, người ta mới còn than thở mới được. Lúc đó mà chư vị có ngăn cản ra thì cái cuộc hộ niệm này cũng bị trở ngại rất nhiều rồi. Có nhiều người con hiếu thảo mà nói người đây, có những người con người ta còn kinh chống trước mặt người mẹ con nữa, làm sao chư vị giải quyết đấy? Thấy không chư vị? Cho nên làm chuyện thế gian thì chúng ta theo luật thế gian, làm chuyện đạo chúng ta phải làm theo pháp Phật. Đúng là khi bắt đầu hộ niệm nên giảm chết tối đa những người thân nhân quen thuộc của thế gian tới thăm viếng người bệnh. Có nhiều người tại sao lại ép tôi làm những chuyện mà coi như cắt đứt tình cảm gì ngoại giao gì đó, mà thực sự là những người không biết Phật pháp, những người không biết hộ niệm, tao nói những câu mà làm cho cái tâm đạo của người bệnh tan hoang hết chư vậy ơi. Trong khi vừa mới tắt hơi, người ta mà đừng đụng chạm tới, người ta thấy như vậy ta nhào chúng ta ôm nó nắm. Nếu mà chư vị có cán ngăn ra thì cái hương linh đó cũng đã bị kinh hoàng rồi, cũng bị rối loạn rồi, làm sao chúng ta có thể cứu được? Cho nên mong ở đây nằm ở chỗ là chư vị nên nói rõ, vạch ra cái quy định hộ niệm cho vững vàng, để cho gia đình hỗ trợ tích cực thì hy vọng có cái xác suất cao hơn cứu người thân, chứ còn không thì thường thường giữa đường bị trở ngại. Và khi trở ngại rồi thì Ban Hội niệm chúng ta cũng buồn. Phải không? Hội niệm bao nhiêu năm rồi bị trở ngại, và cái gia đình đó từ đó người ta mới nói ra. Có nhiều người căn cứ vào những cái ý niệm sai lầm, những cái lý luận sai lầm của người thế gian mà đánh giá rằng Ban Hội niệm mình là tích gì đó, đó cực đoan cực độ gì đó. Xin mong chư vị phải có một cái thời gian dài dài một chút nhắc nhở gia đình thì nó xóa đi những cái tệ nạn này nè. A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật. Chúng con cảm niệm tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Và